Một lần tôi rơi nước mắt là tôi vớt được một mẹ ôm cột với đứa con này, tôi khóc mà. Cái mạng sống là quan trọng. Trời đã ban cho mình cái cuộc sống rồi, mình đừng nên hủy hoại nó. Nếu mà tôi còn lái người kia, trời cho tôi còn ở đây, còn là những công việc này, bao giờ tôi không còn trên đời này nữa thì thôi. Đó chính là những chia sẻ của ông Ba Chúc, hay còn được người dân gọi với cái tên nghe có phần rùng rợn là ông Ba Vớt Xác Trôi Sông. Đã 45 năm nay, ông vẫn âm thầm sống trong căn chòi dựng tạm sát bờ sông Sài Gòn, mưu sinh bằng nghề chài lưới với chiếc ghe thô sơ. Chính ông đã giành giật lại sự sống cho gần 400 con người gặp nạn trên sông Sài Gòn, tìm vớt hàng trăm nạn nhân xấu số và giúp cho rất nhiều người ngộ ra ý nghĩa của cuộc đời. Khi được hỏi về cái nghiệp cứu người vớt xác của mình, ông Ba Chúc bồi hồi nhớ lại những giây phút giành giật sự sống cho những con người tuyệt vọng. Ông cho biết đã quá quen với cái âm thanh té nước và la hét ngoài cầu khi có ai đó gieo mình xuống sông. Những lần như vậy, ông lập tức phóng ghe ra vị trí gầm cầu bình lợi, hành trang chỉ vỏn vẹn chiếc ghe mộc, một sợi dây thừng, ngoài ra chẳng có gì khác. Thậm chí ông cho biết mình cũng xém chết mấy lần, vì khi một người cận kề cái chết sẽ bám rất chặt, gỡ không nổi, nhiều trường hợp không thể kéo họ từ trên ghe, buộc ông phải nhảy xuống sông để rồi phải vật lộn với người đuối nước. Rất may những lần đó lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu. Chồng mình có tấm lòng nhân ái, vợ ông cũng luôn bên cạnh ủng hộ, dù cuộc sống của vợ chồng thiếu trước hụt sau, con cái đều ở xa và cũng chưa có ai khá giả. Ông chỉ mong được trời thương, ban cho mình nghị lực và sức khỏe, chứ bản thân không còn sợ bất cứ thứ gì, ngay cả cái chết cũng không thể khiến ông ám ảnh.